Vâng, chào tất cả các bạn. Để đầu tư một chiếc xe sao cho hợp lý với cả công việc của mình nó cũng rất chi là khó đấy ạ. To quá, không vào được đường ngõ ngách, không ăn thua, chạy không đủ cước. Nhỏ quá, bao nhiêu chuyến cho vừa. Mà bây giờ công trình nhà dân như bác Tài cũng là một khách hàng thân thiết với tôi. Thì năm vừa rồi anh nhận được 20 công trình, 20 công trình để cung cấp vật liệu cho nhà dân. Đó, thì bác ấy muốn lên một xe nó vừa phải, vừa chạy đủ khối lượng để cung cấp nhà dân mà lại ra tiền. Đây ạ, chiến thắng 3 tấn 48, thùng nguyên bản của nó đã được 2 khối 9 rồi. Các bạn nhìn thấy, một chiếc xe cực kỳ là hợp lý khi mà chúng ta chở vật liệu xây dựng cho nhà dân và đồng thời cả san lấp nữa. Chạy san lấp cái gì? Ok luôn, cầu to mái to chạy san lấp thoải mái luôn, mà chạy nhà dân ngõ ngách vẫn có thể vào được. Chiến thắng 3 tấn 48, phanh hơi lốc kê, máy 64 kW, thùng nguyên bản 2 khối 9. Một trong số sản phẩm chiến lược của nhà máy ô tô Chiến Thắng cho ra đời dòng sản phẩm này để chúng ta có thể chạy được bằng B2. Trước đây thì cái xe nhỏ nhỏ 2 tấn 4 hay là 1 tấn 2 nó có thể vào ngõ ngách được. Nhưng đến thời điểm giờ, tất cả các làng xóm, các ngõ ngách đều rộng, đều to rồi. Chính vì thế, chiếc xe này đi vào thoải mái. Bề ngang của nó đâu đó chỉ khoảng độ 1m8, hơn 1m8 một tí thôi. Rất hợp lý. Đó, mà cái thùng nguyên bản của nó đã được là khoảng 3 khối rồi. Ở cái thời điểm mà làm tải chặt, cấm quá khổ quá tải, thì chiếc xe này cứ nguyên bản mà chạy các bác ạ. Cứ nguyên bản 3 khối mà chạy, không vấn đề gì cả. Khối động cơ của nó thì được sử dụng khối động cơ phao 64 kW, số rất to, gần như to nhất phân khúc. Cầu cũng rất to, lốp thì lốp 750-16. Để chạy trung chuyển, chở vật liệu xây dựng, cung cấp nhà dân rất hợp lý, rất nhẹ nhàng. Còn các bạn muốn chạy san lấp, đối với cả hệ thống gầm bệ chassis này, cầu số này, chạy san lấp thoải mái, vào lề lội thoải mái. Đó. Cái mẫu cabin này thì nó là một cái mẫu cabin mới của nhà máy ô tô Chiến Thắng. Mẫu cabin mới. Cái nội thất của nó thì rất chi là đẹp. Nội thất đẹp, 3 chỗ ngồi. Đó, nội thất rất đẹp, điều hòa đầy đủ, kính điện đầy đủ. Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời luôn ạ. Số phụ gật gù ở trên cần số đây, rất tiện luôn, rất tiện. Chúng ta không phải là ấn quạch các nút ở trên này nữa. Không phải gài quạch như cái dòng xe đời xưa nữa, mà chúng ta có cái lẫy ở đây rồi, cái số phụ ở đây rất tiện. Đó, động cơ sao? Động cơ thì dùng cái hệ động cơ của phao 64 kW. Nếu chúng ta chạy san lấp, ok, cỗ máy này chạy san lấp được. Đây, tiện đây, chúng ta có thể nhìn thấy số cực to, hộp số rất to luôn. Đó, số to luôn nhá, ly hợp lớn, được chưa ạ? Lốp 750-16, lốp của Đà Nẵng thôi. Đó, thùng nguyên bản của nó đã được 2 khối 9 rồi. Bề dài là 2m8, rộng là 1m74. Đó, nguyên bản đã được 2 khối 9 rồi. Và thành nó được 59,5. Thành này 89,5. 3 khối, chạy rất nhẹ nhàng đối với chiếc xe này. Đó. Còn nếu các bạn mà muốn, hoặc có những cái vùng mà các bạn có thể là cơi nới chạy được, thì chiếc xe này chúng ta đâu đó chạy cơi nới lên khoảng 5 khối vẫn vô tư, mà nhíp không phải độn, không phải lên bất cứ một cái gì cả, chạy vô tư luôn, kể cả 5 khối bằng B2 vẫn chạy được nhá. Tải của nó, nguyên bản của nó là 3 tấn 48, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái bằng B2 để chạy được. Bình hơi, bình dầu đều được lên là đây, hợp kim nhôm, sáng bóng luôn các bạn ạ. Không sợ han gì, không sợ mọt. Bình dầu này thoải mái, vô tư chưa? Một chiếc xe mà chúng ta rất chi là hợp lý để đầu tư thời điểm hiện giờ. Không biết là sau này nhà nước
có ban hành cơ chế mới hay không, nhưng đến thời điểm giờ đối với cả những cái xe mà nhỏ quá thì chúng ta chạy không hợp lý, to quá cũng không hợp lý, không có cước. Còn những xe nhỡ nhỡ kinh kinh như này, tầm nhỡ nhỡ như này, nó mới là hay ạ. Ngõ ngách vẫn vào được mà khối lượng vẫn có, chạy vẫn gia công. Đó. Chiến thắng 3 tấn 48, một trong số những sản phẩm chiến lược của nhà máy tôi chiến thắng. Và các bạn có nhu cầu liên hệ với chúng tôi nhé. Thời điểm giờ chúng tôi vẫn luôn luôn khuyến mại thuế trước bạ, 100% thuế trước bạ đến tất cả các bạn khi mua xe 3 tấn 48 của nhà máy ô tô chiến thắng. Và ngoài ra chúng tôi còn tặng kèm các bạn ghế bọc da, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ option. Các bạn có thể về là dùng ngay, về là đổ dầu là chạy, là ra tiền, không cần phải đầu tư thêm, không cần phải đắp thêm cái gì vào ạ. Muốn liên hệ với chúng tôi, liên hệ ngay với số hotline tôi để dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.